Ok, chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gadai và hôm nay mình sẽ reaction hoạt hình bữa nha mọi người. Thì bạn Tường Vi Trần Thị có gửi cho mình một cái mail. Chào anh Gad, em là fan của anh đây. Lần đầu tiên em gửi thư nên còn thiếu nhiều chỗ mong anh thông cảm. Đây là đường link hoạt hình Minecraft của YouTuber nước ngoài. Mong anh sớm nhận được thư. Ok, và bây giờ mình sẽ cùng các bạn xem hoạt hình do bạn Tường Vi Trần Thị gửi cho mình nha. Let's go. Và đây là phim hoạt hình Minecraft Monster School mọi người ạ. À, cái hoạt hình này mình cũng khá là ít xem, nói chung là chưa xem gọi là hết nguyên tập trên YouTube lần nào luôn á. Thì mình biết là có rất là nhiều bạn xem mấy hoạt hình này rồi. Rồi, mình cùng các bạn xem thử nha. Let's go. Ê, con scare dễ thương vậy. Kiểu chống càm cute vậy. Ôi, trời ơi, ông ấy đã bên dao vậy. Tôi còn xài cái iPhone 8, còn ổng xài iPhone 14 rồi. Cái ông bé nó bé này giao gì? Trời ơi ông thầy Hebrai. Trời nóng hay gì đó. Đúng kiểu phim một hình này bựa nè mọi người. Trời ơi, con mắt của ổng thường đã trắng một tí rồi, bây giờ nó dài lên ghê vãi. Có một ông già bị lẹt và vãi. Ê, cái này mình thấy nó bự vãi nồi luôn á mọi người, các bạn nào nghĩ giống mình không? Mình cứ tưởng là phim hoạt hình Minecraft Monster School nó đơn giản thôi, ai ngờ là cái ông YouTuber làm về hoạt hình này ổng kiểu tấu hài cực kỳ luôn á, ghép một người cầm súng vô dập lửa nhưng cái chân đâu. Dập lửa nhưng mà không có chân, dập bằng cái đùi. Trời ơi, hai ông trái đen luôn. Có khi nào mắt của ông to hơn nữa không? Ai ố xưa mà. Gì vậy? Kem bính chí lín. Có một ông già bán bính chí lín. Herobrine kiểu bính chí lín đâu? Bạn của Enderman hay gì đó, đi chang luôn. Trả iPhone 14 lại cho tôi. Wow, cái chỗ này hơi bị xịn luôn ha. Let's go anh em, đi mua bánh. Đi mua bính chí linh thôi. Wow, 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 wow. Mình giật theo luôn á mọi người. Let's go. Ai cũng muốn đi mua bính chí linh hết. Mời anh em đi vào mua bính chí linh cùng. Đấy, help provide mà. Cái gì cũng làm được hết, đúng không? Wow, 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 wow. Mình cũng giật theo luôn á mọi người ạ. Rồi cái ông bán bính chí linh đâu? À đứng kia mọi người. Anh em có tìm một bính chí linh không? Nice. Trời ơi. Nó hiện rõ cái phổi luôn kìa mọi người. Cháy sợ vậy. Wow. Hết hết sau để chạy nhanh tới mua bính chí linh. Hello, đây là bạn của Enderman đó mọi người. Ê, ghê gì? Sợ cực kỳ vậy. Ồ, cái phổi của nó bự hơn luôn á, để chạy nhanh đó mọi người. Rồi, ai nghe gặp bính chí linh quái vật rồi mọi người à. Trời, cái phổi. Không giờ cái này hài thật á mọi người à, cái này nó bự hơn hoặc hình bự luôn á. Cái phổi nó rớt ra ngoài luôn kìa, đáng sợ vãi. To không scare mọi người à. Thường ngày không có phổi đâu. Là như có cái phổi chi làm phát hiện ra luôn. Ôi ghê vậy. Rồi thế là một học sinh của thầy Hebrai đã bị bắt. Tiếp đến là anh Bitman. Vẫn tìm cái ông bính chí linh. Wow, nhiều bính chí linh quá. Cho tôi một bính chí linh. Ok, cứ lấy thoải mái. Ủa? À, $1 mà. $1 một là một bính chí linh. Bỏ mặt học sinh của ông bị cái con monster kia đuổi theo. Ôi, ông kêu là đến lúc về nhà đúng không? Trời ơi, con Enderman nó phát hiện có cái phổi của con. Bạn của Enderman. Rồi, ui, ghê vãi. Sức đầu ra luôn. Thế là còn mình Bitman thôi mọi người ạ. Nó không có tiền mua bính chí linh. Ui, đứa cái đầu rồi, what? Trời, nằm kế bên luôn. Hello bà già. Say woo. Chạy. Stop.
Ôi cơ, stop, nó stop thiệt luôn kìa. À, thì ra cái con quái vật này nó thích bánh chi linh mọi người. Ok, 1 đô la. Ê, hay vậy. Ê, tính ra cái con quái vật này nó gãi đít mà cũng có tiền á mọi người. Để mình gãi thử nha. Ủa, tiền đâu? Yeah, thế là có 1 bánh chi linh rồi. Trời ơi, nó vô hoài luôn á mọi người. Cái con này nó bị giật kinh phong hay gì đó. Ăn đi rồi nạp mạng cho tao. Kiểu như là nó cho con Big Man thỏa mãn ăn bánh chi linh, đúng không? Xong nó quất luôn. Ác thiệt. Có một con quái vật bên kia. Rồi xong, thế là học sinh của thầy Hebride đã bị giết hết. Chưa gãy đầu nha, Big Man vẫn còn sống. Thôi, cái mắt của ông to. Có súng này, trời ơi, ông Hebride bây giờ ông chơi bị súng luôn. Chết luôn kìa. May quá Big Man nó vẫn chưa mắc đầu. Cười kìa, ai ố sư mà. Wow, trời ơi, nó nhìn cái xác mà nó còn wow nữa mọi người. Nó bị điên rồi. Ông thầy Hebride mắt của ông to vãi. Kiểu bất ngờ ấy. Rồi chúng ta đến với tập tiếp theo. Ê, có máy chơi game luôn kìa. Tính ra mấy đứa học sinh trong này nhà giàu không ha. Máy chơi game iPhone 14 rồi mắc cái kiểu. Có một cái rương đem tới cái trường học à, với hoặc mọi người ạ. Cái thằng khùng này nó cứ vô hỏi luôn á. Ừ, lại quái vật ha. Sao cái phần này lắm quái vật vậy? Ê, ông bị ảo giác mọi người. Ê, có thật hay là bị ảo giác vậy? Nó vô hỏi luôn á mọi người ơi, ghét nó thiệt á. Rồi nó giành hết nguyên đường luôn. Cái đường to thiệt sự ạ. Bạn bè với nhau là phải chia sẻ. Ui. Hi. Ê, ma heo sợ ma heo. Ma heo sợ ma heo có nghĩa là ma heo sợ. Ủa. Ê, tính ra cái con đó cũng là ma heo mà. Đây nè, ma heo nè. Ê. Cái con ma heo nó còn ôi, ông zombie vận động viên chạy nhanh hay sao chạy dữ vậy. Rồi góc nhìn thứ nhất cái kiểu nhìn trời ơi bể cửa sổ luôn. Rồi lấy nguyên cái nút vàng của kênh luôn, sợ nâng cấp nút vàng hay gì á. Ấy cái con kia nó ảo vậy. Ê, nó bị kẹt cái tay à. Làm ma mà tội nghiệp được chứ, làm ma mà còn bị kẹt tay cây thì ủa cái tay chà bá lửa luôn. Con cười đứng cười kìa. Mày cười. Mình thấy ông thầy Hebride lúc nào ông cũng ngủ hết nha. Tới công chuyện. Trời ơi, trời ơi, con zombie nó chạy nhanh vãi. Con từ kia nó ngủ đến giờ nó không biết gì luôn. Rồi ok, nó dậy kìa. Trời ơi ảo thì. Nó kêu chuyện gì xảy ra vậy. Rồi zombie nó kêu là ê, con quỷ hay ma heo. Trời ơi, nó cũng chạy luôn. Ê, bị chặn rồi, sao vô? Cái thằng này tưởng ma heo rồi, rồi à. Nó không cho vô. Rồi, Enderman lấy cái cây gì đó. Mày tới công chuyện. Dám bắt nạt bạn bè tao. Một bổ. Ai cái gậy gôn mọi người ạ. Thank you. Ê, sao game dễ vậy? Game kiểu đúng dễ luôn á. Trời ơi, xin cho thêm cái tổ ong nữa. Con ma heo kiểu. Én thật sự à. Ôi cười kìa. Cười kinh khủng thiệt. Ê, có khi nào phải có. Ôi. Ai ố siêu mà. Khi thằng cha bị cháy hồi nãy là mọi người đâu xuất hiện cười to đó chứ. Cuộc đời thật là khốn nạn của anh ma heo quá hả. Hết đi dám hù người ta luôn mọi người ạ. Trời ơi, thằng này nó mạnh thiệt. Con gái thì đang ngủ. Trời ơi, còn xì hơi cái nữa. Rồi còn ôi, ma heo béo phì luôn rồi mọi người ạ. Trời, nguyên cục đá cuội chọi vào đầu nó cũng xi nhê luôn. Zombie kiểu chết bà rồi. Xong luôn. Ê, cái gì? Ui, sao nó nắm được cái chân của ông già mọi người. Đây nè.
Rồi cái ông mà cười nói rồi thế là nó có một đôi chân khác, thế là có thành viên mới trời giật theo luôn mọi người. Ý ghê vậy, ông già xuất hiện kìa. Thì đây là hoạt hình bự Monster School do bạn fan gửi cho mình. Và các bạn thấy như thế nào thì đừng quên để lại comment phía dưới cho mình biết nha. Hoạt hình này cực kỳ bự nhưng mà nó có mấy cái vô lý quá đúng không mọi người. Mình vẫn thích xem mấy cái hoạt hình mà kiểu vẽ. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này cùng mình. Và bye bye, hẹn các bạn vào video Minecraft lần sau. Bye bye mọi người.